Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh động viên công tác chốt sổ ngân sách năm 2020. Kim Động tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án cơ bản. Mô hình nông dân tiêu biểu ở Phụng Công, Văn Giang. Hạn chế rượu bia góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong dịp Tết Dương lịch. Thưa quý vị và các bạn, nhằm động viên các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác khóa sổ cuối năm ngân sách 2020, sáng nay tại Sở Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị động viên khóa sổ thu chi ngân sách nhà nước năm 2020. Tới dự có các đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chủ động vượt khó, thực hiện song hành cả hai nhiệm vụ là phòng chống dịch bệnh và đẩy mạnh thu ngân sách, nên năm 2020, công tác thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt kết quả khá. Tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng trên 11% dự toán, có 9 trên 15 khoản thu sắc thuế đạt và vượt dự toán như thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, thu sổ số kiến thiết, chi ngân sách nhà nước bảo đảm chế độ chính sách tiết kiệm. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ biểu dương tặng hoa chúc mừng các đơn vị trong khối tài chính của tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt dự toán thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần phát huy kết quả đạt được, tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, thực hiện dự toán về số thu chi ngân sách nhà nước là chỉ tiêu quan trọng đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương, qua đó đánh giá chất lượng phát triển quy mô phát triển kinh tế của tỉnh. Việc hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo đà cho thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển toàn diện kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phát huy kết quả đạt được năm 2021, các đơn vị cần làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, tiếp tục làm tốt công tác nuôi dưỡng, khai thác hiệu quả các nguồn thu, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước, đồng thời làm tốt công tác quản lý chặt chẽ, chi ngân sách, bảo đảm cân đối, tiết kiệm, hiệu quả. Sáng nay, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Năm 2020 với chủ đề Năm dân vận khéo, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cơ quan nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương những kết quả Ban Dân vận Trung ương đã đạt được. Đồng chí mong muốn Ban Dân vận các cấp tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, các cơ quan tổ chức đẩy mạnh công tác dân vận trong tình hình mới, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, tạo đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáng nay, huyện Ân Thi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và trao quyết định. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Dương Tuấn Kiệt, Phó Bí thư Huyện ủy Ân Thi, trao quyết định
và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu, trên cương vị công tác mới, đồng chí Dương Tuấn Kiệt cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực, kinh nghiệm, công tác của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người cán bộ đảng viên cùng tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh mà nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện khóa 19 và nghị quyết của Đảng bộ huyện lần thứ 26 đề ra. Trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 10, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. 339 đại biểu thay mặt cho trên 69.000 đảng viên trong toàn tỉnh về dự đại hội. Đại hội đã đánh giá kết quả, thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 52 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 18, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa 19. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng kinh phí đã được thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 trên 143.000 tỷ đồng. Năm 2020, có 5 huyện còn lại hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngày 12 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ có quyết định số 1791 công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Hưng Yên là một trong 3 địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị gặp mặt biểu dương 90 tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc. Trong đó có 45 cấp ủy tổ chức đảng và 45 đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực giai đoạn 2015-2020. Qua đó, bồi đắp lòng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, đồng thời tạo không khí thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đưa Hưng Yên trở thành một trong 16 tỉnh thành phố của cả nước tự cân đối thu chi ngân sách và có đóng góp với ngân sách trung ương. Tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ 9 có 208 đại biểu. Tại đại hội, 399 tập thể cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ và bằng khen. Ngay khi dịch COVID-19 xuất hiện, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời để người dân chủ động không hoang mang, lo lắng. Đã tổ chức giãn cách xã hội, cách ly gần 10.000 trường hợp tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và tại nơi lưu trú. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và cộng đồng, công tác phòng dịch của tỉnh đã đạt hiệu quả. Đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên chưa ghi nhận thêm ca nhiễm tại cộng đồng. Bên cạnh việc triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Hưng Yên đã trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi, không có lương hưu, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho những đối tượng khuyết tật chưa được hưởng trợ cấp hàng tháng, hỗ trợ gạo cho 100% hộ nghèo. Với tinh thần chống dịch như chống giặc và thực hiện nhiệm vụ kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được khá toàn diện. GRDP bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng một người một năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 đạt 6,46%, đứng thứ 7 các tỉnh, thành phố trong cả nước, thu ngân sách đạt trên 16.000 tỷ đồng, vượt so với kế hoạch đề ra. Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hưng Yên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao trong khó khăn Hưng Yên vẫn đạt mức tăng trưởng cao. Hưng Yên là một điểm sáng trong duy trì tăng trưởng cao mà ít địa phương đạt được, nhất là thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội thành công. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung quy hoạch 3 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. 3 khu công nghiệp gồm khu công nghiệp sạch quy mô diện tích 143 ha, khu công nghiệp số 3 quy mô diện tích gần 160 ha và khu công nghiệp số 1 quy mô diện tích 263 ha. Vị trí các khu công nghiệp tại huyện Yên Mỹ, huyện Ân Thi và Khoái Châu,
các khu công nghiệp này đã được vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020. Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh có 13 khu công nghiệp với diện tích 3.400 ha và 16 cụm công nghiệp. Năm 2020, tỉnh Hưng Yên đã khánh thành đền Lạc Long Quân ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, đền thờ Triệu Việt Vương ở xã Dại Trạch, huyện Quái Châu, đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền thờ Triệu Việt Vương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh. Cùng với đó, đã đưa vào khai thác công trình đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài có chiều dài 33 km, tạo phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương ven sông Luộc, cầu Ba Đông trên địa bàn huyện Phù Cừ để phát triển vùng vải trứng Hưng Yên. Chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019-2020 đợt 1 đã xây dựng được gần 700 nhà ở cho người có công và hộ nghèo. Tỉnh đã có quyết định đợt 2 hỗ trợ thêm 880 hộ xây dựng nhà ở. Với sự vào cuộc hỗ trợ tích cực của các cấp các ngành địa phương, đến thời điểm này có 1.550 hộ đã hoàn thành với tổng kinh phí gần 130 tỷ đồng. Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội đã được tỉnh đặc biệt quan tâm. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định công nhận đền Đồng An, xã An Viên, huyện Tiên Lữ là di tích quốc gia đặc biệt. Hai nhóm bảo vật được công nhận là bảo vật quốc gia gồm cụm bảo vật 5 đĩa vàng thời Lý được tìm thấy tại thôn Cộng Vũ, xã Vũ Xá, huyện Kim Động, hệ thống thanh bậc đá thời Lý ở chùa Hương Lãng, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, đã thực hiện quyết liệt nghị quyết Trung ương 6, sát nhập, giải thể, tinh giảm bộ máy, nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức. Công tác thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 với gần 13.000 thí sinh, tỉnh Hưng Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị các điều kiện tổ chức đã góp phần vào thành công của kỳ thi. Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công Hội khỏe phù đồng tỉnh Hưng Yên lần thứ 10, đại hội thi đấu 6 môn với trên 1.200 vận động viên tham gia tranh tài. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng tỉnh Hưng Yên đã đạt được toàn diện các nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn,
khó khăn ảnh hưởng do đại dịch COVID-19. Các dự án công trình trên địa bàn huyện Kim Động vẫn được thi công khẩn trương, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt. Năm nay, toàn huyện có tổng số 17 công trình dự án được triển khai thi công với tổng số vốn đầu tư đạt trên 234 tỷ đồng. Trong đó có 2 công trình chuyển tiếp từ năm 2019 và 11 công trình thi công mới. Sau thời gian giảm số lượng nhân công tại các công trường do ảnh hưởng của dịch bệnh, thời điểm này các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực máy móc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch, đặc biệt là các công trình giao thông để tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp Tết, như cải tạo nâng cấp các tuyến đường huyện DH70, DH60, DH73, một số nút giao thông nối Kim Động đến các huyện Ân Thi, Khoái Châu. Thưa quý vị và các bạn, thu nhập hàng tỷ đồng một hecta canh tác một năm, đây là câu chuyện không mới, không ít và cũng không khó với người dân trồng hoa cây cảnh ở huyện Văn Giang trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với sự năng động sáng tạo của người dân nơi đây thì dường như họ chưa bao giờ bằng lòng mà luôn tìm tòi hướng đi mới, hướng tới đích cao hơn. Câu chuyện của nhà vườn ở xã Phụng Công, huyện Văn Giang sau đây là một minh chứng. Anh Trịnh Thành Long là một trong những hộ đầu tiên trồng hoa ở xã Phụng Công. Anh cũng là người thường xuyên đi đầu trong chuyển đổi mang về những giống cây mới. Với kỹ thuật, kinh nghiệm đã đúc rút được, nắm bắt xu hướng người tiêu dùng, năm 2019 anh đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng để chuyển sang chuyên trồng, chiết ghép tạo dáng các loại cây hoa giấy, đặc biệt là hoa giấy ngũ sắc. Anh cho biết với khoảng hơn một sào vườn, ươm trồng được hơn 150 cây. Sau hơn một năm, đến nay toàn bộ sản phẩm của anh đều đã được đặt mua với giá trung bình từ 7 đến 10 triệu đồng một cây. Cây to đẹp lên tới vài chục triệu đồng. Xu thế năm nay là người ta sẽ hướng về hoa giấy ngũ sắc là mạnh hơn. Tôi bán buôn cho các bà con. Nếu mà đầu tư hoa giấy ngũ sắc không trên một sào thì trừ tất cả thì tổng thu cũng được khoảng độ 700 triệu. Anh Long cho biết thêm, dù đã rất thành công, nhưng hiện nay đã xuất hiện nhiều vườn đầu tư loại cây này, nên sang năm anh sẽ dừng và chuyển sang loại cây mới. Còn với anh Vũ Lê Tiến, dù đã rất thành công với nhiều loại hoa cây cảnh khác như hoa hồng, hoa trà, hoa hải đường, song vài năm nay anh đã chuyển toàn bộ sang để chuyên sưu tầm nhân giống một loại cây duy nhất, đó là cây hoa mẫu đơn. Với diện tích gần 2 mẫu vườn, hiện anh có khoảng trên 1.000 cây sẵn sàng phục vụ thị trường. Anh Tiến cho biết cây hoa mẫu đơn không phải là loại hoa đại trà, vì vậy ít người làm, nhưng đổi lại thị trường bán lại rất rộng trên khắp cả nước. Bởi mẫu đơn không phải là loại hoa chơi thông thường mà khách hàng mua chủ yếu để tại các khu tâm linh, thờ tự. Vì thế, khi đã có thị trường thì rất dễ bán, dễ mua, ít cạnh tranh, hiệu quả mang lại cũng khá cao. Nhà mình bây giờ đang nhân giống ra để cung cấp giống cho cả nước. Tôi bán theo cây. Mỗi một cây là bán khoảng độ từ 3-50.000 một cây giống. Thì mỗi một năm khoảng độ trừ chi phí có thể là được vài trăm triệu một tỷ. Nằm trong vùng trồng hoa cây cảnh Văn Giang, xã Phụng Công có xu hướng chuyên về các loại cây hoa, cây cảnh nhiều hơn. Hiện xã có vài chục mô hình chuyên canh một loại cây như chuyên cây hoa trà, hoa hải đường, hoa lan, hoa ngâu, hoa hồng. Đáng nói là dù hiệu quả mang lại những năm qua rất cao, trung bình khoảng trên 500 triệu đồng một hecta một năm, nhưng các nhà vườn vẫn thường xuyên đổi mới hướng tới những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn. Tình trạng điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia đang trở thành vấn nạn gây ra hiểm họa khôn lường trong toàn xã hội. Đặc biệt trong thời điểm những ngày nghỉ Tết sắp tới, người dân sử dụng rượu bia tăng. Hơn lúc nào hết, ý thức của người dân là yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần giảm tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia gây ra. Mặc dù đã được cảnh báo về tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông, song trên thực tế, tại khoa cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên vẫn thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện có biểu hiện say rượu bia. Trong đó, người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ cao. Chỉ vì say rượu bia khi tham gia giao thông, xảy ra tai nạn để lại bao tiếc thương cho người thân hoặc bị thương tật, sống trong đau khổ, bất lực và ân hận vì phí bỏ tương lai, lại trở thành gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong các dịp lễ Tết thì số vụ tai nạn giao thông ở những đối tượng có sử dụng bia rượu thì có sự gia tăng rõ rệt. Những bệnh nhân chấn thương sọ não vào một cơ sở bia rượu, đôi khi tôi rất khó đánh giá cái tình trạng tri giác của bệnh nhân. Do vậy chúng tôi khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông thì tuyệt đối không được sử dụng bia rượu.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã xử lý hơn 110 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 9 trường hợp lái ô tô bị mức phạt cao nhất lên đến hơn 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe theo quy định. Có thể nói, với mức phạt nghiêm khắc như vậy, theo Nghị định 100 của Chính phủ, có tính răn đe, giáo dục rất lớn, nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông, đã uống rượu bia thì không lái xe. Ngoài ra, theo luật phòng chống tác hại của rượu bia, việc xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia là vi phạm pháp luật. Tuy vậy, trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông gây thương vong có liên quan đến người tham gia giao thông có sử dụng rượu bia. Đối với người tham gia giao thông, khi mà vi phạm đấy thì đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện và xử lý nghiêm theo quy định. Đối với các mức xử phạt theo Nghị định 100. Thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ, tôi tuyên truyền cho gia đình, con cháu là tham gia giao thông là không được uống bia rượu, chấp hành tốt luật giao thông. Để đảm bảo an toàn về sức khỏe, tính mạng của bản thân và người khác, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, hãy nói không với rượu bia khi tham gia giao thông. Đây cũng là biện pháp để mọi người cùng chung tay góp phần xây dựng văn hóa giao thông và giảm thiểu tai nạn đáng tiếc xảy ra trên địa bàn tỉnh.